tan xa rồi em nhé. Đừng nghe em cứ vui, đừng về bên gác trọ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bông xoa. Dạ vâng, xin kính chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hoàng Tuyến Thái Bình. Rất vui khi được quay trở lại phần giới thiệu các thiết bị âm thanh. Ở trong clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới toàn thể quý khách âm thanh trên toàn quốc một dòng loa full bypass 30 đến từ thương hiệu LDH, một thương hiệu âm thanh của Italy. Và trong quãng thời gian gần đây, dòng loa của thương hiệu LDH rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Và hãng cũng cho ra thị trường rất nhiều các model loa khác nhau. Và model loa bãi của hãng có mặt tại cửa hàng nhà mình ngày hôm nay là một trong phân khúc TSCD. Đây là cái phân khúc loa cao cấp của hãng và có model là TS12. Tổng số lượng lần này bên mình về được hơn 20 cặp và hàng về trong tình trạng là còn nguyên bụi. Mình có quay video luôn để giới thiệu đến tất cả mọi người. Vâng, và chúng ta cùng đi xem chi tiết về kiểu dáng hình thức thùng và nội thất bên trong của loa bát, loa chép và phân tần của cái đời loa này. Về củ loa của đời loa này thì cái đời này thì hãng sử dụng củ chính hãng của thương hiệu LDH và được sản xuất bởi chính công ty LDH. Củ loa bát và loa chép rất là chất và gấu. Và trước tiên thì chúng ta cùng đi xem về kiểu dáng hình thức thùng của loa. Với cái đời này thì loa có kiểu dáng là thùng cân, hai lỗ thông hơi phía sau. Chất liệu làm thùng được làm bằng gỗ tự nhiên, gỗ sẽ được lạng mỏng và ép lại nhiều lớp với nhau. Thùng là thùng gỗ nên rất là chắc chắn. Loa về thì trong tình trạng là còn nguyên bụi. Và cái màu này là màu sơn zin của hãng, màu lâu đậm. Đây là cái màu sơn zin. Phía cạnh thùng loa thì có tay sách để chúng ta vận chuyển loa. Và trên cạnh thùng thì được hãng khắc chữ là TSCD. Đây là cái model loa cao cấp, đời cao cấp của thương hiệu LDH. Thùng cân rất đẹp, chúng ta trưng bày cái dòng thùng cân này nó trong phòng thì rất là đẹp. Ở mặt trước là lưới e căng. Và trên e căng thì có logo của thương hiệu L, đây là chữ L này, DH Audio là biểu tượng của hãng. Nói chung loa về trong tình trạng là còn nguyên bụi. Sau video này thì bên mình sẽ cho anh em thợ tháo hết củ loa ra kiểm tra và dán tem vào củ loa. Và sau khi đó thì sẽ vệ sinh sạch sẽ thùng loa, đảm bảo rằng là những cái loa này, những cặp loa này trước khi bán cho quý khách sẽ được sạch sẽ và đẹp. Chung loa bãi về thì khó tránh được cái việc là bụi bẩn hoặc là có những cái chỗ chảy xước nhẹ. Ở phía bên dưới này là củ loa bát và loa chép. Cái đời này, đời này là TS12. Đây là cái bảng thông số kỹ thuật ở phía sau của thùng loa. Trên cái bảng thông số kỹ thuật này thì cũng có logo của hãng này, thương hiệu LDH được khắc chìm ở trên cái bảng này. Cái bảng này bằng nhôm nguyên khối, rất là sắc nét nhé. Model là TS12, công suất hoạt động liên tục là 500W, có công suất rất là lớn. Rất ít cái dòng loa full bass 30 và công suất hoạt động lên tới 500W. Kể cả thương hiệu LDH, những cái đời mà sử dụng bát chép của RCF, bát RCF chép leo thì công suất nó cũng chỉ rơi vào tầm 450W hoặc là 400W thôi. Với cái đời này công suất nó rất là lớn, lên tới 500W. Trở kháng là 8U. Và đây là số CD IMEI của từng loa. Quý khách lưu ý là hàng loa xịn thì mỗi cái loa nó sẽ có một số CD IMEI riêng. Nó như cái chứng minh thư hoặc là căn cước công dân của chúng ta đấy. Mỗi người thì sẽ có một cái căn cước công dân riêng. Loa này nó cũng vậy này. Và loa này thì là của thương hiệu Italy và công ty nhà máy được đặt tại Trung Quốc nên nó sẽ có hàng chữ là Made in by LDH, đã được sản xuất tại công ty âm thanh đặt tại Chile. Có hai giắc lưu trích, một giắc đi vào loa và một đường link ra một loa khác. Đó là bảng thông số ở phía sau. Đây, có hai lỗ thông hơi phía sau nhé. Còn tiếp theo thì chúng ta cùng đi xem về phần củ loa bát và loa chép. Ở đây là củ loa bát này. Loa bát rất là chất và gấu. Cái đời này thì hãng sử dụng củ loa bát là được sản xuất chính hãng bởi công ty LDH. Ở đây cái model loa đời cao của hãng nên hãng sử dụng cái củ loa bát này. Và cũng là cái củ loa chép cũng là của
của DH luôn. Lo bát là lo bát 30 và từ này có đường kính là từ 19 và côn là côn 76. Cái phần khung bên ngoài này hãng thiết kế cái phần từ này, nếu chúng ta nhấc cái khung này ra thì nó cũng giống với những cái dòng loa khác thôi. Nhưng hãng có thiết kế cái khung này bằng nhôm để giữ ôm cái phần từ này, phần nam châm này. Đó, nên trông rất là khủng và chất. Nó xương thì rất là dày và to rồi. Cái xương này thì đảm bảo độ cứng cho loa và vận chuyển thì cũng rất là yên tâm, gần như là không sợ bị gãy xương và gần như là 100% cái độ yên tâm là không bị sợ xô từ, vì cái phần nam châm thì đã được giữ bởi cái khung này rất là chắc chắn rồi và được bắt siết chặt bởi ba con vít lục giác ở ba góc này. Đó. Ở trên cái phần xương từ của lo bát thì có cái tem nhôm của thương hiệu LDH được đính vào đây. Đó. Hai cọc kết nối đi vào trong côn lo bát. Và quý khách lưu ý là đây là những cặp loa bãi xịn của thương hiệu LDH, nó sẽ có những cái điểm khác biệt so với hàng fake, hàng nhái. Quý khách xem hết video này thì sẽ có kinh nghiệm cũng như sẽ nhận dạng được đâu là cái hàng chính hãng của công ty LDH. Phần cũ lò bát rất là gấu và lặng. Phía bên trong là keo nhện và keo cổ côn. Keo cổ côn cả đời này thì sử dụng keo là dòng keo đen và nhện là màu vàng nhạt. Mình sẽ bật cái nắp plastic này. Đó. Keo cổ côn là keo đen và nhện là màu vàng nhạt. Nên loa bát thì cũng còn nguyên cả bụi nhé. Sau thì bên mình sẽ đi vệ sinh sau. Loa bát rất là chất, cái xương này nó rất là dày và cứng này, rất là cứng cáp. Từ là từ 19. Và đây là cái hai cọc kết nối đi vào trong côn loa và có hai cái chân này, hai cái chân kẹp hàn cái dâu này vào hai cái chân kẹp này trước khi đi vào trong côn loa. Và hai cái dâu này thì được chẽ ra hai bên, chẽ ra hai bên nhé, một cọc dương và một cọc âm. Đó là, còn đây là mặt trước của lo bát. Côn là côn 76, hãng sử dụng côn cái đời này là côn 76. Và chặn gân mút, gân là gân vải tẩm dầu và gân này có hai sóng này. Màng giống với cái đời màng cũng giống với cái màng của RCF, cũng có hạt sần này và sò nó rất là mịn tay. Và đây là lón và keo upper. Những cái loa này về trong tình trạng là về phần củ loa thì còn đẹp xuất sắc, về thùng thì nó có một số chỗ nó cũng bị chảy sức nhẹ, thì cái này do vận chuyển thì bên mình sẽ vệ sinh và sẽ chấm lại những cái phần điểm sơn chảy trước. Thế còn lại về phần củ loa thì cam kết là còn đẹp và nguyên zin. Đó là củ loa bát. Ở đây thì mình có nhấc cái khung xương này ra này, nhấc cái khung xương này ra. Để nhấc được khung xương này thì chúng ta sẽ tháo ba con vít này, ba con vít bắt ở đây. Cái miếng nhôm này, miếng khung đỡ này để bằng nhôm nhé, rất là dày, nhôm rất là dày và nó được bắt vòng quanh cái từ này. Cái từ này thì chúng ta đo có đường kính là từ 19, từ 19 này. Và cái thép từ nó kẹp từ nó còn rất là đẹp nhé. Đó. Nên khi có cái miếng nhôm mà nó đỡ này, nó nằm ở đây, nó đỡ này, thì khi chúng ta vận chuyển loa rất là yên tâm, không bị xô từ. Và cái từ này nó sẽ định vị rất là chắc chắn. Đó. Đây là phần keo và từ của loa. Cái phần bên trong này nó không lộ ra ngoài, nhưng hãng nào cũng rất là sắc nét này. Nó thể hiện cái độ hoàn thiện rất là cao cho một cái dòng loa chính hãng của thương hiệu đến từ Italy. Nó rất là đẹp nhé. Đó là củ loa bát. Ở phía trong này cũng là củ loa bát khác này. Và phía bên trên này là củ loa chép. Loa chép này cũng là của được sản xuất bởi chính hãng LDH Audio. Củ loa chép này trông nó rất là khôn và chất nhé. Đó, cái phần từ nó rất là dày, từ và sắt kẹp từ rất là dày. Hàng xịn thì nó sẽ có cái độ chất riêng. Với những cái đời này thì so với những cái đời mà hãng sử dụng củ lo bát của RCF thì mỗi đời thì nó sẽ có một cái chất âm khác nhau và hãng sẽ tính toán làm sao cho nó phù hợp với những cái model mà hãng đưa ra trên thị trường. Ở đây là cái model loa cao cấp hãng sử dụng củ chính hãng của DH. Và mình sẽ nhấc cái lắp này lên thì chúng ta cũng xem được vào bên trong của côn loa chép. Cái lắp này thì mình đã tháo sẵn rồi. Đó, DH Audio này, chữ rất là sắc nét nhé. Chữ được khắc nổi này.
rất là sắc nét. Và cái miếng này thì được làm bằng kim loại. Phía trong này thì có một miếng bông để tiêu âm. Khung viền rất là chắc chắn. Và đây chính là cái phần côn của loa chép ở cái đời này. Côn loa chép này thì hãng sử dụng côn có đường kính là côn 44,4. Và cái màng này thì nó có chất liệu dạng như là nó giống với lại nhựa, chúng ta có thể ấn vào lụa, ấn vào thì nó sẽ đàn hồi lại, nó sẽ không bị lõm như màng titan nhé. Nếu chúng ta chả lỡ có nhấn tay vào thì nó sẽ đàn hồi lại. Và trong cái màng loa chép này thì nó được đan sợi thủy tinh, nó rất là óng ánh nhé. Và đây là phần bên trong của côn loa. Đây này thì hãng sử dụng côn là côn dây dẹp và côn có đường kính là 44,4. Côn rất là đẹp này, tất cả là còn nguyên zin. Côn màng rất đẹp. Ở phía trong này là thép từ và khe từ. Và tiếp theo thì sẽ là cái phần phân tần ở bên trong của tục loa. Đây là cái cũng rất là quan trọng. Nó cũng quyết định rất nhiều về chất âm của một cái đời loa. Bông tiêu âm là bông màu đen, thùng là thùng gỗ. Thùng gỗ này. Thùng gỗ rất là dày và chắc chắn nhé. Ở cái phân tần này thì được bắt ở cạnh này, được bắt ở cạnh này thì mình đã tháo ra và nhấc hẳn cái mảng phân tần này lên để quay chi tiết, để các bác có thể xem nó được chi tiết hơn. Ở cái rắc cắm và hai cái rắc lưu trích này thì được sử dụng là rắc cắm nhé, chứ không hàn. Đó, rất là chuyên nghiệp và tiện lợi. Rắc cắm luôn này sẽ có hai dây, một dây đỏ đen để đi vào phân tần và một dây cắm sang đây để chúng ta link cho một loa khác. Ở đây là cái linh kiện ở trên cái vỉ phân tần này. Với cái đời xịn, với cái mảng phân tần xịn và với cái loa xịn của cái loa LDH này, thì với cái đời này hãng sử dụng 100% linh kiện là của thương hiệu SC, một thương hiệu sản xuất tất cả các linh kiện phân tần này là đến từ thương hiệu SC của Mỹ. Đó, mọi người có thể vào Google và tra về cái tên những con tụ này, là những cuộn cảm này, thì sẽ ra thông tin của cái hãng sản xuất ra những cái thiết bị, cái linh kiện này. Cái tụ này, tụ rất là đẹp nhé, 12mm, 250V. Và trên cái đời xịn của cái phân tần này, quý khách lưu ý là một cái điểm này, ở trên cái đời xịn của cái phân tần này, ở cái cuộn cảm tròn này, thì trên cuộn cảm này cũng được khắc chìm. Đây là khắc chìm nhé, khắc chìm chúng ta cào nó không đi đâu, không phải phun chữ đâu mà khắc chìm luôn. Cái tên của thương hiệu IC này, đó, thương hiệu sản xuất phân tần này, đó là ở mặt trước. Và những con trỏ ở nhôm này, những con trỏ nhôm mọi người thấy là cái chữ này nó cũng được khắc này, khắc rất là nổi. Đây không phải phun chữ mà khắc rất là nổi nên rất là sắc nét. Những con trỏ này RX24 50W trở kháng là 10 ohm, hai con này được đấu song song với nhau. Và những cái mối hàn này cũng rất là sắc nét này, mối hàn là hãng làm rất là sắc nét nhé. Ở trên này thì có mã là TM10 và TM12. Nói chung là tất cả linh kiện ở trên phân tần này nó rất là chất và khôn. Nó cho ra để đưa ra một cái chất âm hay thì cái phần linh kiện trên phân tần này nó quyết định cũng rất là nhiều. Và để phía mặt sau chúng ta nhận diện được đâu là hàng xịn chính hãng, hàng chính hãng của LDH, thì phía mặt sau cái mảng phân tần này phải có chữ như thế này. Cái chữ này được khắc chìm luôn, chứ không phải phun dạng như phun chữ, phun mực nhé, mà cái chữ được khắc chìm luôn ở trên cái vỉ phân tần này. Bên ngoài ra thì cái mên mạch này, phân tần nó rất là sắc nét. Đây, mên phân tần nó rất là sắc nét, trông rất là khôn. Nó không dại như cái dòng loa nhái, nhà fake AC nhé. Nói chung cả tất cả cái vỉ phân tần này thì đều là của phân tần đến từ thương hiệu AC, một thương hiệu chuyên sản xuất các linh kiện phân tần của Mỹ. Cái mên mạch rất là đẹp này. Đó là về mảng phân tần. Video thì mình cũng quay nó chi tiết nên nó sẽ hơi dài hơi lâu một chút. Và rất mong quý khách xem hết video để có thể lắm về được tình trạng của loa, thông tin và những cái điểm để nhận diện về các dòng loa chính hãng của thương hiệu LDH. Và tiếp theo nữa, một cái điểm cũng rất là quan trọng và đặc biệt ở trên cái dòng loa chính hãng của LDH này. Ở phía dưới đáy thùng loa là cái lỗ cắm chân cọc này. Thì trên cái đời xịn nhé, hàng xịn của cái đời model loa này. Cái model loa khác thì mình không nói, nhưng với cái model loa này ấy, thì phải có cái logo của thương hiệu LDH ở dưới cái rắc cắm trên cọc này. Đây, nó sẽ nổi trên này. Đấy, được khắc nổi ở trên cái bích để lỗ để cắm trên cọc này.
Đó, đó là đáy thùng loa, đáy thùng cân này. Và mình cũng xin được báo giá của những cặp loa này để quý khách có thể nắm được. Đây là dòng loa xịn của thương hiệu LDH, tuy nhiên thì nó có mức giá cũng rất là tốt ở cái thời điểm hiện tại. Với một cặp loa này thì mình sẽ giao bán với một mức giá rất là tốt luôn. Giá là 11.500.000 trên một cặp loa. Giá này thì đã bao ship tận nhà cho khách và hàng cam kết là xịn và chính hãng của thương hiệu LDH với model là TS12, nằm trong phân khúc là TSCD của LDH. Cái thùng loa này, cạnh này thì có một số chỗ là hãng họ có treo, trước đây thì họ sử dụng, họ có treo loa lên ấy, thì những cái lỗ vít này họ tháo ra thì họ không lắp lại cho mình. Thì những cái lỗ này thì bên mình sẽ bổ sung bằng những cái vít sau, sẽ bổ sung bằng vít lục giác TSCD, chữ rất là sắc nét nhé. Cái chữ này nó rất là sắc nét luôn, nó khắc này, khắc CNC rất là sắc nét TSCD. À vâng, và cái đời loa này thì chất âm, và rất nhiều quý khách sẽ đặt câu hỏi là chất âm giữa cái đời này và cái đời loa sử dụng bát chép của DCF thì chất âm nó sẽ như thế nào. Thì mình cũng đã test về cái chất âm của cái dòng loa này. Thì chất âm của dòng loa này nó sẽ thiên về bát, nó xin thiên về tiếng bát mạnh hơn so với cái đời loa mà hãng sử dụng bát chép của DCF. Bát mạnh và lời ca của nó thì cũng rất là sáng và bay tiếng. Nói chung là chất âm của nó khá là hay, chép cũng rất là sáng, chép là đời này cũng rất là sáng, không đến lỗi là tối hoặc là nghe ăn bị chói tai. Chép rất là hay vì củ chép là xịn rồi, và linh kiện là phân tần cũng rất là chất nên nó cho ra cái giải cao cũng rất là hay. Bát ở cái đời này thì đánh rất là sâu, thùng cân và bát nó gấu như này thì nó đánh rất là sâu. Với những căn phòng khoảng 25m² đổ xuống thì quý khách sử dụng một cặp loa này thì không cần phải sử dụng súp, đánh cũng đã rất là phê rồi. Giá là 11.500.000 trên một cặp. Tổng số lượng là có hơn 20 cặp. Ở đây thì bên mình có để ở đây tất cả để quý khách có thể nhìn được và nắm rõ về thông tin, tình trạng của loa. Sau video này thì bên mình sẽ tháo hết ra để kiểm tra và đồng thời là cho anh em thợ là vệ sinh, làm công tác vệ sinh, spa lại thùng loa. Quý khách nào có nhu cầu sơn thùng chuyển sang màu đen thì bên mình sẽ chuyển sang màu đen. Còn không thì sẽ để lại nguyên cái màu sơn zin của hãng này, chỉ lau chùi sạch sẽ và lắn lại những cái căng mà nó bị móp này. Cái này là do vận chuyển đó. Hàng bãi về thì nó sẽ có bụi bẩn như thế này, cái này nó là cái đặc trưng của loa bãi. Thế còn loa bãi mà về mà nó mới quá đấy, cái thùng nó mới quá thì có thể là sẽ bị sơn lại, làm đẹp và sơn lại, hoặc có thể đó là không phải là hàng bãi thật đấy. Đây thì tất cả còn nguyên như này thì để quay giới thiệu với quý khách luôn. Dạ vâng, và video cũng đã dài rồi, mình xin phép được tạm dừng video ở đây. Và sau đây thì mình sẽ hát một đoạn karaoke với cái dòng loa này, và xin kính mời mọi người cùng lắng lại một chút để nghe về một đoạn chất âm hát karaoke với cái dòng loa này. Và trong clip sau thì mình sẽ test kỹ hơn về chất âm của cái dòng loa này để gửi tới toàn thể quý khách tham khảo. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng loa này, hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại Phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test trực tiếp về chất âm của những cặp loa này. Ở đây là phần tần ở phía bên trong nhé, phần tần bên trong này tất cả đều như nhau. Ở phía bên trong này nữa, đó, phần tần linh kiện rất là đẹp, sử dụng rắc cắm đưa vào rắc lưu trích. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những clip tiếp theo giới thiệu về các thiết bị âm thanh. Tan xa rồi em nhé, đừng về bên cứ vui, đừng về bên gác trò để mong tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bông xóa hình em trong mắt tôi, đời nào hai đứa nguyện và tim quên kỷ niệm bên cây từng
xin nhân tình nhân ơi, giờ xin giá nhân tình. Tôi nhớ em còn thương, nhìn lòng tôi ước mơ nên thầm biểu ta tiên và quyền sẽ tôn thờ. Đâu nhọc nhằn trong tình yêu, giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phai. Đời nào cũng chuốt trời, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không sân em, nhưng tiếng buồn lỡ duyên. Tâm tánh lao tôi với, tình đã cách xa rồi. Để quên anh